Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại ở clip vừa rồi á, cuối clip thì cái bình luận có một bạn bình luận là kêu mình hướng dẫn là nạp hay là mua gối này kia. Thì có bạn nhiều bạn thắc mắc cũng như là mở cái gối mê hùng trận U Việt, mê hùng trận nha. Thì hôm nay mình sẽ tất tần tật hết luôn. Đầu tiên thì phổ biến cái sự kiện một tí. Đây là cái thói quen hàng ngày đó. Trong cái sự kiện này thì nếu mà mới á, nói về mới thì cũng không có gì mới. Đấy. Có cái tin chắc rất rối chắc chồng này nè, con kỵ sĩ bóng tối. Đó, thì ở đây thì có đăng ký thử thách văn hội, các bạn nào thì đăng ký vào nha. Đó, thì các bạn có thể là để một loại cũng được, ba loại cũng được. Nói về đăng ký. Này cũng không có chết chóc gì hết á, nên cứ đăng ký bình thường. Ở đây có đang có tăng tốc lên nữa này, đó. Nó sẽ tăng lên. Đây là đang heo này. Nói chung thì nếu mà đụng với cái heo địa ngục mà công trình thì đừng có ăn. Tốt nhất là đừng ăn, ăn không có nổi. Thiệt sự. Đây là nhận lãi này. Ê không, nhầm. Hiện tại cũng đang có thời khắc siêu ngọc. Các bạn nào có thể là luyện tính qua nhé. Ở đây thì mình không cần, nó làm biến làm lắm. Có một cái đây là búp bê. Búp bê thì mình cũng đã từng làm một cái clip về đánh tất cả các ải của búp bê, cũng như là dùng tất cả các tướng cày cho dân cày nha, chứ không phải là dân nạp. Mình đã có từng làm rồi ở cái series tân thủ tập 6 á. Nên các bạn nào mà muốn đánh qua ải này á, thì xem lại giùm mình, cũng như là mình sẽ để lên cái phần cái link của cái video đó ở dưới cái phần mô tả. Nói về phần nạp kim cương đó, ở đây thì mình không có khuyến khích các bạn nạp ở game này đâu, nhưng mà các bạn họ táp hỏi thì trả lời. Đây là kim cương, không có cục nào hết á. Ai mà nạp vào cái nhỏ, nếu mà có nạp cũng chưa từng nạp lần nào, nên mình có lên mạng tham khảo. Các bạn có thể là hai hình thức là nạp trực tiếp tại đây đó. Ở đây thì mình chỉ mua kim cương thôi nha, chỉ mua kim cương thôi. Lấy tiền mình đổi lại là kim cương. Nhưng mà mình không có khuyến khích các bạn là nạp trực tiếp như thế này. Đó. Không muốn đừng có nạp thế này, mà hãy nạp trực tiếp qua cái trường hợp là qua cái trang web. Để mà nó có nhiều lúc nó giảm giá này kia thì nó cũng ok hơn. Khoảng 20%, 50% tùy theo cái đợt. Nhưng mà tốt nhất là cũng nên xem lại. Không nên nạp cái kiểu mà nạp trực tiếp như thế. Nếu mà muốn nạp á thì các bạn mở cho mình cái trình duyệt nha. Đó. Các bạn nhập cho mình một cái là pay. Ở đây thì mình cũng tham khảo trên mạng nên mới biết thôi. Chấm là gamota. Đó, .com nha. Không có khuyến khích các bạn nào nạp đâu, nên đây nó có khuyến mãi là 20% này, tùy thôi. Các bạn có thể là đầu tiên thì các bạn phải nhập cái ID thì ở đây nó có hướng dẫn nè. Các bạn vào mục cài đặt rồi bấm vào tài khoản, nó sẽ có cái ID. Các bạn có quyền sao chép. Ở đây thì mình cần cái ID nữa đó. Thì các bạn cần nhập cái ID rồi chọn gói nạp nè, phương thức thanh toán. Ở đây mình thấy tham khảo trên mạng, nhưng mà bây giờ nó lạ hơn so với cái hồi trước. Khoảng một thời gian trước thì nó có hơn đó. Thì ở đây mình có thể là nhập lại bình thường, nó mà tùy theo là cái hạt thôi. Đó, đợi mình 86 rồi 989 không chắc nữa. Đó, nhìn đại đi. Đây thì Mirai hay Vino, đây là các nhỏ phụ đó. Thì ở đây mình thấy lạ là nó để là thường thì phương thức thanh toán nó là trước, nhưng mà ở đây là nó để là chọn gói nạp trước. Đó. Thì các bạn chọn một gói mà các bạn muốn nạp bao nhiêu tiền, nó có để nè 2 triệu Việt Nam đồng nè, đó 10.000 cũng có. Đó, tùy theo gói các bạn muốn lựa, cái nào muốn lựa. Rồi xác nhận nha. Ở đây sao mà mỗi cái gói nó mỗi khác cái tài khoản á, thì mình không biết. Mấy cái thẻ là Avota nè, đó. Nè, mấy cái này thì mình chả biết là cái gì nữa. Đó. Thì lần đầu tiên mà mình vào đây luôn á. Đây nó có gói là nạp trực tiếp nè, ví Zalo Pay, Momo, thanh toán PayPal nè, thẻ tín dụng, rồi thẻ ATM, cái này là thẻ ngân hàng nội địa. Đó. Thì theo mình biết thì nó để là đó thì đủ thứ hết, đủ kiểu hết.
Đây mình sẽ đảo ra một cái đó. Thì bé ui rồi nó mới nhập lại hả? Đó thì nãy để mình cốp lại luôn cho nó ok, tại vì quên nãy là trên game nó quên đây rồi C. Ok. Ủa chấm hỏi. Chấm hỏi. Mình nhớ là 105 80 86 989. Đây các bạn cố gắng là lên trên game á, tại vì out game mà. Đây thì chọn gói nạp nè, nó đủ thứ gói nhưng mà tại sao không hiểu tại sao là phải chọn gói trước nó, rồi nó đổi đủ phương thức thanh toán hết. Ở đây thì cái này thì mình cũng không có gành đó. Thì không gành, nó để là cái tổng tiền ví Apota này, các bạn có thể là lên mạng các bạn xem coi nó cái ví này nó tạo ra làm sao á, rồi chuyển tiền này kia thì các bạn có thể tự tìm hiểu nha. Ở đây có thể quét mã, nó quét mã nhìn nó nhanh hơn so với là các bạn nhập tài khoản này kia. Đây chắc là quét mã lần đầu tiên mà mình được vào cái này. Sao mà trên mạng mình thấy có để là cái Viettel Pay nhưng mà mình chả thấy ở đâu cả. Đó thì mình đã vào mình kiếm nãy giờ mình chả thấy cái Viettel Pay nữa. Rõ ràng là nó có một số cái nè như VTC Vicon, cái này là kiểu như thẻ nạp đi nạp ở ngoài cái thẻ nạp á, thẻ nạp đi mua ở các FPT Shop nè, ra các cửa hàng mình ta bán đồ, mấy cái đó thì hình như là có, nó có cái thẻ seri mã thẻ rồi các bạn bấm thanh toán. Đó đây thì mình không nghĩ như bạn sẽ có thể là xài cái Momo nó nhiều hơn nhỉ, cái Momo á, xài Momo nó nhiều hơn là so với là xài mấy cái này. Thì Momo hầu hết là cái trang nào nó cũng có nó Momo để các bạn có thể là vào thanh toán bằng Momo, nó quét mã cũng được. Đây quét mã nó dễ, nó nhanh hơn. Đây là cái phần mà phải nói là hết hạn, đơn hết hạn nha, có thời gian nha, cung cấp Gamota nè, Apota, số tiền thanh toán đơn hàng đó. Thì cái gì vậy, tôi cũng không có ý định mua đâu, không có nạp. Thì các bạn bấm thanh toán là nó sẽ gửi trực tiếp kim cương về cho các bạn nha. Sau khi mà các bạn nạp nó thanh toán thành công thì các bạn có thể là vào cái thư, rồi có là thư hệ thống nó sẽ gửi cho các bạn cái kim cương để về. Ở đây thì sẽ tham khảo trên mạng nên không có nạp cho các bạn xem đâu đó. Nói mà không làm đó, nó không làm đó, nhưng mà dễ này, hướng dẫn sơ sơ thôi không phải là chỉ đâu. Ở đây cái con kỵ sĩ bóng tối á, thì mình nghĩ là đây nó rất là tốn hao năng lượng, nó cần nó gần khoảng 2153 đúng không, 2153 thì mình nghĩ là nó sẽ bằng một con quái hiện tại nó còn hơn con quái hai của mình săn rồi, nó chắc là hơn con quái hai đó. Thì mình sẽ đi tìm một con quái một, nó tầm khoảng bao nhiêu ta, đây 2153 nha, nó khoảng một con quái một thôi, nhưng mà cái năng lượng nó đánh thì nó cực kỳ nhiều, hầu hết là rất nhiều người có thể là tham gia đánh đó, thì nó khoảng là năng lượng của một con quái một. Mình nghĩ là cái con này nè các bạn có thể là thay lấy sao thánh này đó, tăng tốc này, vàng, cái này các bạn thiếu không, không thiếu thì đừng đánh con này nha. Đó nói thật đánh chết nó có một cái hộp, nó một cái hộp là trong bang nó thấy hộp thì nhiều lúc mở cũng ok lắm, nhưng mà nhiều lúc thì nó bị Zidane, khả năng Zidane thì nó nhiều hơn. Với cái này thì điều kiện này thì mình khuyên các bạn là cái này có thể là tìm từ con bé tăng tốc, có thể mở hộp hàng ngày vẫn có nó, vàng thì có thể tự kiếm này kia nó vẫn được hơn các bạn đi phí năng lượng vào cái con này, tại vì năng lượng các bạn có thể dùng để mà đây năng lượng 300 mấy nữa, các bạn có thể đi xe xăng nữa, à, tham gia các sự kiện như lấy skin nhà nè đó, skin mà trong vòng sự kiện 7 hôm này kia đó thì các bạn lấy thôi, đừng có đụng con này đó. Nó phí năng lượng, mình thấy nó phí năng lượng, mấy cái đó thì dễ kiếm mà còn phí năng lượng. Ở đây thì muốn phổ biến thêm về cái phần đại hội 7 mấy hùng cận đó, thì mấy hùng cận là cái nào, cái này nè, nhưng mà về cái gói ưu việt nãy mình cũng vừa hỏi thôi, ưu việt đây nè, bạn đã không mở mê hùng trận ưu việt nè,
Thì muốn mở mấy hùng chọn ưu việt thì ta làm cái gì? Đó. Đánh một lần có 100 nè. Đó, đồ đạt thì Sia của bắp. Nhưng mà đồ đợt, nếu mà theo cái đợt nha, khoảng hết một đợt này, hết 2 ngày nữa thì nó đổi thành cái đồ tào lao. Rồi các bạn, hết cái đồ tào lao đó nó mới ra lại một cái đợt đồ của pet khác nữa. Đó. Thì ở đây các bạn bấm vào chữ Y đó, để xem cái thông tin. Nè, ngôi sao thánh. Rồi chế độ bình thường, mỗi đợt tấn công là 100 ngôi sao, 100 ngôi sao thánh. Bạn sẽ nhận được mỗi đợt tấn công là một phần thưởng, một phần thưởng nha. Ở đây thì ưu việt mỗi đợt tấn công là 1000 sao thánh. Nó có thể là phần thưởng lớn hơn. Mình nghĩ là hồi nãy mình có coi YouTube thì nó để là tới 11 lần, x11 lần. Không phải là x1 mà là x11. Mua gói phần thưởng vàng để mở khóa độ khó ưu việt. Có nghĩa là ở đây thì các bạn có thể đọc sao nha, tự đọc nha. Đó. Thì gói vàng là gói nào? Là gói 2 triệu á. Các bạn bấm vào đây, đó thì các bạn tìm ở trên đó. Các bạn có thể là bấm thông tin chi tiết. Đó. Thông tin chi tiết. Thì nó để là cái hộp cuối cùng nè. Mình không biết cái này nó để là hiếm nha, hiếm. Cái loại hiếm. Nó để là gói vàng đó. Thì các bạn đây là không phổ biến. Không chắc, mình chỉ nghĩ là cái gói 2 triệu á, cái gói 2 triệu cái này có một nè. Là 9999 kim cương á, cái gói 9999 kim cương. Là cái gói 2 triệu á. Đó thì để. Đây, đó, 9999 kim cương, 2 triệu mốt nè, đó. Nạp vào trong kia chỉ có 2 triệu. Mà không tới cái này nha, nó khoảng cái này nó đúng nó chính xác không? 9999. Thì các bạn mua một cái gói vàng. Cái gói vàng mình này là mình không chắc nên mình sẽ nói sơ sơ. Đây 1900 nè, có thể là hiếm nè. Đó. Phải là hàng 9000 nè, 4900 thì nó là sử thi, có loại tím nha. Đó, tím nè, nè tím là xạ thưởng sao tím nè. Thì nó cần các bạn có thể là đợi sự kiện chứ mua trên đây ok hơn nha. Mua trên đây nó ok hơn đó. Thì đừng có chạy xuống ở dưới cái dách này nè. Đó, cái dách ở dưới đây nè. Gặp cái hộp này 22.000 ngọc. Được một hộp này nữa 9.999. Ủa, mua làm gì? Trời, hộp vàng là hộp này nè. Hộp sử thi nè, Legend. Tại sao nó để là hiếm? Tại sao nó để là phải là quyền thoại? Nó để là Legendary. Đó. Ở đây Việt mà ở đây anh. Ảo thật. Ảo thật sự. Thì cố gắng là lựa những cái gói ở trên đợi sự kiện. Mình thấy mua con Phantom á, cái con Fanta, cái con avatar ở đây nè, nó đây nè nha, con này nè, phù thủy hắc ám, mình cũng thấy là nó gói là 9999 kim cương. Các bạn có thể đợi rồi mua luôn, mở một cái gói bất kỳ trong cái mê hồn trận. Ở đây thì mình đọc, mình nó để là bất kỳ, nó để nè, mua phần thưởng gói bất kỳ vàng để mở mê nè, vàng nè, vàng bất kỳ gói nào. Đó thì các bạn có thể là xem tham khảo nha. Cái ải hết ải này mình đã từng làm ở series tân thủ tập 6, mình sẽ để dưới cái phần mô tả cho các bạn có thể là tìm tham khảo đó, xem sao ải. Nói chung là toàn là tướng tướng nhân cày không à, chủ yếu là các bạn có tướng hay không thôi, chứ quan trọng là tướng chịu cày đó. À, có tướng cũng là được rồi. Ở đây thì ạc này mini cap Himino Mira Himino chứ không phải Himino Mira. Đó, lính này của bắp tè le. Thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, cũng như là bình luận đánh giá video, hoặc là các bạn có thể là cần chia sẻ gì thì các bạn để lại bình luận nha. Mình sẽ biết, mình sẽ làm đó. Biết mình làm, mà không biết thì mình đi hỏi. Không biết thì đi hỏi thôi chứ không có gì nữa. Không biết hỏi gì chia sẻ lại. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình nha, cũng như là ủng hộ kênh mình sớm được 1000 người đăng ký. Hiện tại thì mình khá là bận trong cái thời gian này, nên cái việc mà ra clip thì nó hơi bị chậm hơn so với bình thường, các bạn thông cảm giùm mình. Bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Đó thì clip chia sẻ này kia mình làm hoài.